Xin chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh tăng cường vừa mang gió lạnh vừa mang mưa rét cho khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là phía Đông Bắc Bộ, khiến cho cả ngày nay khu vực này âm u, mưa phùn liên tục, độ ẩm cao gây ra tình trạng nồm ẩm gia tăng. Trong đêm nay, tình trạng nồm ẩm tiếp tục duy trì khi mà bầu trời phía Đông Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo rét. Mức nhiệt thấp nhất đêm nay giảm xuống chỉ còn từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi chỉ từ 11 đến 13 độ. Sang ngày mai, những cơn mưa nhỏ, mưa phùn vẫn duy trì khiến cho nền nhiệt ngày không tăng nhiều. Mức nhiệt ở khu vực vùng núi vẫn thấp, dưới 18 độ. Trung du và vùng đồng bằng thì nhiệt độ chỉ từ 19 đến 21 độ, trời rét cả ngày về đêm. Chỉ riêng khu vực các tỉnh Tây Bắc trời hửng nắng nhẹ và mức nhiệt ngày mai là 25 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Không khí lạnh tăng lệch đông làm cho khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay và ngày mai trời sẽ có mưa trở lại, nền nhiệt giảm. Mức nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm còn 20 đến 23 độ, trời chuyển lạnh. Riêng Thanh Hóa trời rét. Các tỉnh thành phố từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế mức nhiệt từ 24 đến 28 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngày mai trời vẫn có nắng nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai thì giảm nhẹ, phổ biến từ 29 đến 32 độ. Chỉ cục bộ một số nơi ở phía Nam là có nhiệt độ cao hơn. Nắng mạnh, nhiệt cao vẫn tiếp tục bao trùm hầu khắp khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó thì miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 35 đến 37 độ. Miền Tây Nam Bộ mức nhiệt có dịu hơn nhưng vẫn ở mức cao từ 33 đến 35 độ, nắng nóng cục bộ. Trên biển, cường độ của khối không khí lạnh ảnh hưởng không quá mạnh và lại lệch đông. Vì thế, ở vùng biển phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Riêng phần phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Với khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc tăng nhẹ lên mức cấp 4, cấp 5. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 23 tháng 2 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.